quế ra. Có trái sữa không ạ? Có, đầy đủ luôn. Có sữa luôn. Wow, cầm đi. Ngon quá. Một cây luôn. Rửa đi, cho nó cứng hết. Đây, mày bỏ vỏ nha. Đó, đậu phộng luôn. Rồi lấy hộp bánh mì luôn nha. Đây, cái bánh quế cho bằng Bim đây. Ngon không Bim? Còn bánh mì nữa nè. Đây là bánh mì kem nha. Thêm hai cây kem chuối nữa. Quà trái siro lên luôn. Ngon quá. Lấy thêm một cây ốc quế nữa đi. Quà bạn Bin đi mua kem quá trời luôn đây Bin ơi. Đây bỏ vô. À Bin mua quá trời kem luôn. Hai kem chuối nữa nha. Và một cây ốc quế nữa. Đây. Hãy bắt nhiêu tiền? Đây để bắt tính tiền. Ba chuối ở bên mày. Wow, bà Bin mua quá trời kem luôn. Hai cây này rồi. Trái sữa luôn. Ba bốn. Cây ống chứ là cây đó là bốn bốn. Bốn mươi bốn ngàn luôn bà Bin ơi. Rồi cầm cây quế nữa nha. Rồi giờ tính tiền nha. Đang tính tiền nha. Đây chào bác có tiền. Rồi. Wow, bạn Bin mua quá trời kem luôn nha. Giờ bạn Bin nè. Bin để ăn thử nha bạn Bin. Wow. Ngon bạn Bin. À, cho chị Trang ăn phụ đi, cho chị Trang nè. À, đây là chị Trang nha. Chị Trang ăn phụ nha. Wow, hỏi Trang thử có ngon không? Vô đi, 1, 2, 3. Vô. Rồi, ăn thử ngon không? Ngon không chị Trang? Ngon quá hả? Đây, ăn thử bánh mì cho ngon nha. Wow, bánh mì ngon quá. Ở trên có siro với nghe sữa nữa. Béo không? Trái kem chuối ra đi Bin ơi. Kem chuối ăn thử đi. Wow, mẹ coi với. Wow, kem chuối nha. Viên cục luôn, trong đây có cục chùm ruột nữa. Ăn thử ngon. Wow, viên cục chuối luôn, ngon lắm nha. Bin ăn thử miếng ngon không? Ngon không? Ngon quá hả? Rồi, Bin ăn thử kem dâu nha, coi ngon không nha. Lâm lăng thử cái ngon không nha con Bin. Ngon không? Ngon quá hả? Thơm không? Thơm hả? Vậy là video kem đây hết rồi nha. Hẹn các bạn video.